Phi công F-16 Ukraine phải bay sát mặt đất tránh sự truy lùng từ Nga UAV lan xét của Nga tấn công radar giám sát và phản pháo do Mỹ sản xuất Nga tái triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ, quyết chiếm Volchansk. Ukraine sẽ nhận được xe tăng Frankenstein từ Đức Israel phê duyệt kế hoạch tác chiến tại Liban, dọa hủy diệt Hezbollah Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Theo chuyên gia quân sự bình luận, khó khăn đang chờ đợi phi công F-16 Ukraine để sống sót trong cuộc đấu với Nga, họ sẽ phải lái máy bay sát mặt đất. Hiện chính quyền Kiev đang rất cần chiến đấu cơ, số lượng máy bay chiến đấu của không quân Ukraine đã giảm đi rất nhiều trong vài năm do các đòn đánh của các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của không quân, thậm chí là cả các đơn vị tên lửa tấn công mặt đất của Nga. Theo chuyên gia quân sự và nhà báo Mỹ David Ace thông báo trong bài viết của ông cho tạp chí Forbes, các đơn vị không quân của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm nhận được một số máy bay chiến đấu F-16, các phi công Ukraine do các đối tác phương Tây huấn luyện, nhưng những khó khăn lớn đang chờ đợi họ. Tác giả lưu ý trong ấn phẩm rằng các phi công F-16 của Ukraine sẽ phải lái máy bay chiến đấu rất cẩn thận. Bởi mỗi sự chủ quan của không quân Ukraine trước lực lượng hàng không, vũ trụ có sức mạnh vượt trội của Nga sẽ khiến họ phải trả giá rất đắt. Những chiếc tiêm kích hạng nhẹ F-16 sẽ phải di chuyển ở độ cao rất thấp, thường bám sát mặt đất càng thấp càng tốt để tránh bị radar của các hệ thống phòng không và máy bay trinh sát của không quân Nga phát hiện, cũng như không bị chính vũ khí của họ tấn công nhầm các hệ thống phòng không trên mặt đất của Nga sẽ khiến máy bay chiến đấu Ukraine gặp nguy hiểm khi bay ở độ cao lớn tại bất cứ nơi nào ở Ukraine, đặc biệt là trong phạm vi khoảng 160 km tính từ tiền tuyến. Phạm vi này hoàn toàn nằm trong tầm bắn của các khẩu đội phòng không S-400 của Nga. Điều này sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của vũ khí chính của F-16 là loạt tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa. Còn nhà phân tích Justin Bronk nhấn mạnh, việc không quân Ukraine dự định tung những chiếc F-16 mới nhận được vào chiến dịch săn lùng máy bay ném bom chiến đấu đa năng Su-34 của Nga sẽ là hoạt động cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga tiên tiến hơn nhiều so với hệ thống của Ukraine. Các radar của Nga cả trên mặt đất và trên không cũng có phạm vi bao quát lớn hơn. Do đó, nhiều khả năng là Nga sẽ phát hiện kịp thời F-16 trước khi chúng tìm được những chiếc máy bay ném bom tiên tuyến của Nga để tránh việc phải bay vào trong phạm vi tấn công của phòng không Nga, máy bay chiến đấu Ukraine sẽ phải phóng đạn do phương Tây cung cấp từ vị trí nghiêng rồi nhanh chóng bay đi. Điều đó sẽ làm giảm hiệu quả tấn công của chúng, đồng thời không ngăn chặn được đòn tấn công mặt đất của Nga. Ngoài ra, Nga cũng có thể đánh vào những chiếc F-16 Ukraine ngay từ khi chúng đang đậu ở các sân bay tuyến sau với việc sử dụng các tên lửa siêu thanh Kinza, Zikon, tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, tên lửa hành trình tầm xa như Kalib, KH-101, KH-555, vân vân. Có khả năng Ukraine đang mua tên lửa không đối không AIM-120D tầm bắn 160 km cho tiêm kích F-16, cho phép phi công Ukraine bắn vào máy bay ném bom lượn của Nga từ rìa ngoài phạm vi bao phủ của phòng không của Nga. Tuy nhiên, trên thực tế, tên lửa AIM-120 sẽ không đạt được tầm bắn như vậy. Theo nhà phân tích Bronk của Viện Rusi có trụ sở ở London, Anh, một giải pháp khả thi cho vấn đề này là tên lửa không đối không tầm xa hơn như Meteor có thể bay xa tới 360 km trong điều kiện tối ưu. Nhưng Meteor không tương thích với tiêm kích F-16 và cũng không tương thích với máy bay chiến đấu Mirage 2005 mà Pháp đã cam kết cung cấp cho Ukraine. Các đồng minh của Ukraine cũng đang lo ngại về việc lực lượng không quân nước này sẽ bị choáng ngợp khi nhận được quá nhiều thiết bị mới với tốc độ quá nhanh. Nếu đánh giá của ông Bront là chính xác, không quân Ukraine có thể phải mất một năm hoặc hơn mới có thể kết hợp máy bay chiến đấu và tên lửa để bắn hạ máy bay phóng bom lượn của Nga mà không khiến phi công Ukraine gặp rủi ro khi bay ở tầm thấp. Theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, máy bay không người lái UAV của nước này đã phát hiện một trạm radar ANTPQ-50 do Mỹ cung cấp cho Ukraine, được ngụy trang trong một đồn điền ở Kharkov chiếc UAV này đã lập tức gửi tọa độ mục tiêu về lực lượng pháo binh Nga để định hướng hoạt động tấn công. INTPQ-50 là một loại radar di động do Mỹ sản xuất. Radar thường được biên chế cho các đơn vị mặt đất, đặc biệt là các lữ đoàn pháo binh dã chiến hoặc nhóm chiến đấu cấp sư đoàn. INTPQ-50 có khả năng phát hiện đạn pháo và tên lửa, cũng như vị trí các hệ thống pháo và súng cối của đối phương. Đối với lực lượng vũ trang Ukraine, loại radar này cực kỳ hữu ích. Radar có thể phát hiện và cảnh báo đạn pháo đang bay tới. Bên cạnh đó, INTPQ 50 còn có khả năng xác định vị trí của các hệ thống pháo binh đối phương sau khi chúng khai hỏa. Theo các chuyên gia, sau khi khai hỏa, đối phương sẽ gặp nguy hiểm khi vị trí của họ sẽ sáng lên trên màn hình radar. Nga cũng sử dụng các trạm radar có khả năng tương tự như INTPQ 50, chẳng hạn như trong hệ thống phòng không BUK-M3, nhưng độ chính xác của chúng thấp hơn so với radar của Mỹ. Một quân nhân Nga từng khẳng định với hãng truyền thông Nga Investia rằng Ukraine cần phóng liên tiếp 3 tên lửa HIMARS thì radar mới có thể theo dõi đường đi của tên lửa, từ đó phát hiện vị trí của hệ thống MLRS. Trong khi INTPQ-50 có tỷ lệ xác định thành công vị trí của đối phương 85% ngay trong phát bắn đầu tiên. Rất có thể vì lý do này mà quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu thực hiện các nhiệm vụ ném bom, sau đó mới sử dụng hỏa lực pháo binh. Một khi trạm radar bị phá hủy, pháo binh Nga có thể tấn công các kho đạn dược cũng như các phương tiện chiến đấu khác trong khu vực mà không bị cản trở. ANTPQ-50 là một trạm radar di động tương đối mới, được đưa vào hoạt động từ năm 2023. Cuối năm 2022, Washington thông báo rằng các radar ANTPQ-50 đầu tiên sẽ được chuyển đến Ukraine từ đầu năm 2023. Chúng là một phần trong gói viện trợ quân sự lớn dành cho Ukraine. ANTPQ-50 có phạm vi bao phủ và tầm bắn tối đa lên tới 10 km, theo các chuyên gia, số lượng radar tpq 50 được chuyển giao sắp tới sẽ lớn hơn rất nhiều so với năm ngoái. Ba chiếc đầu tiên đã đến Ukraine vào cuối tháng 11 năm 2022. Trong khi đó, Lancet là một trong những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất của Nga do Zala Aero Group, công ty thành viên của tập đoàn quốc phòng Kalashnikov, phát triển với nhiệm vụ trinh sát và tấn công mục tiêu quân sự. Máy bay không người lái được thiết kế nhỏ, nhẹ và làm bằng vật liệu composite nên gần như vô hình trước radar phòng không truyền thống. Máy bay có trọng lượng khoảng 12 kg, mang theo đầu đạn nặng 3 kg. Lancet 3 có tốc độ ấn tượng vào khoảng 110 km/h, bán kính tiêu diệt mục tiêu là từ 40 đến 80 km. Nó có thể hoạt động trên không với thời gian khoảng 40 phút. Khi nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu, Lancet sẽ lấy độ cao và đâm thẳng vào mục tiêu với vận tốc cực đại là 300 km/h. Theo Euro-Maidan Press, viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ báo cáo rằng các lực lượng nga đang tái triển khai các đơn vị từ khu vực Donetsk để củng cố lực lượng của họ ở mặt trận Kharkov. Người phát ngôn của nhóm lực lượng Kharkov của Ukraine, Đại tá Yuriy Pop cũng cho biết rằng các lực lượng nga đã tái triển khai nhiều đơn vị tinh nhuệ thuộc lữ đoàn bộ binh hải quân 155 hạm đội Thái Bình Dương và sư đoàn súng trường cơ giới số 18, quân đoàn 11, quân khu Leningrad tới Lipsy, tỉnh Kharkov để thay thế các đơn vị đã mất khả năng chiến đấu. Theo ISW. Một nguồn tin của Nga gần đây cũng xác nhận rằng các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 đang hoạt động gần Vupchansk, nơi đang là điểm nóng chiến sự ở mặt trận Kharkov. Theo ISVK, việc Nga triển khai các đơn vị này tới khu vực Vupchansk cho thấy họ đang đẩy mạnh tác chiến từ Donetsk sang Kharkov nhằm củng cố lực lượng tại mặt trận này. Gần đây, theo các blogger quân sự của hai bên, tại một nhà máy xây dựng ở rìa phía bắc Vopchansk đang diễn ra những cuộc đụng độ ác liệt. Stanislav Buniatov, còn được gọi là Osman, chỉ huy một tổ lính Ukraine đã miêu tả tình hình ở Vopchansk thuộc phía đông Kharkov và cách biên giới vài km là khó khăn nhưng kiểm soát được và nói rằng quân đội Nga đang bị bao vây. Ông Buniatov nói trên Telegram rằng các binh lính của chúng tôi không đánh mất các vị trí của mình, đôi khi tiến hành các cuộc tấn công thành công, giành được các vị trí và đẩy lùi đối phương. Tuy nhiên, blogger quân sự Nga Wurgonzo cho biết giao tranh trong khu vực diễn ra ác liệt khi quân đội Ukraine phản công, cố gắng đánh bật các lực lượng của Moscow khỏi các vị trí họ chiếm giữ, nhưng không đề cập đến việc quân đội Nga bị bao vây. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết quân đội đã giành được làng Zahine ở Nam Ukraine và cải thiện tình hình dọc tiền tuyến, cũng như đánh bại các lực lượng của Ukraine trong các khu vực Vopchansk, Sinenikov và Vopchansk, Kutori thuộc Kharkov cũng trong một diễn biến liên quan đến tình hình ở mặt trận Kharkov, Trung tướng Atu Hobenko, tư lệnh lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ riêng biệt số 125, chịu trách nhiệm phòng thủ Kharkov và biên giới phía bắc Ukraine mới đây vừa tuyên bố từ chức. Theo hãng tin Pravda, nguyên nhân dẫn đến quyết định của tướng Hobenko là vì đã để lực lượng Nga đột phá vào tỉnh Kharkov khi Moscow mở mặt trận mới. Công bố quyết định từ chức Tướng Hobenko bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính Ukraine đã tự nguyện đứng lên bảo vệ đất nước, không chút do dự kể từ khi xung đột bùng nổ và vì lòng trung thành của họ. Báo cáo của Deep State ngày 18 tháng 6 cho biết đối phương đã xây dựng thế trận tấn công Borova tại khu vực từ Raihorodka đến Novovodian, cách làng Borova, tỉnh Kharkov, khoảng 20 km. Người Nga đã huy động tới 100.000 nhân lực và khoảng 450 vũ khí, trong đó có 200 hệ thống pháo binh. Mục tiêu rất rõ ràng, một nỗ lực để lặp lại cuộc tấn công năm ngoái vào Borova. Các nhà phân tích của công ty Deep State nhắc lại rằng hiện tại tuyến phòng thủ dài của Ukraine trên mặt trận này do lữ đoàn xung kích số 3 chấn giữ, nhưng lực lượng vẫn không tương xứng. Quân đội Nga đông hơn lực lượng Ukraine sử dụng các đơn vị bổ sung và tiến hành các hoạt động tấn công dữ dội dọc theo toàn bộ tuyến tấn công. Được biết, Nga đã triển khai sư đoàn 3 và sư đoàn 144 của tập đoàn quân 20 đại diện là lữ đoàn pháo binh 236 và 11 trung đoàn, 7 trung đoàn bộ binh cơ giới, 2 trung đoàn xe tăng và 2 trung đoàn pháo binh. Ngoài ra còn có lính tư nhân từ các đơn vị quân đội không chính quy tham gia. Trong số đó, Storm V, Black Mamba, Fixis và Patriot PMC được cho là có mặt. Đơn vị Bars 14 đã đến để duy trì trật tự Trước đó, quân đội Ukraine cũng thông báo Nga đã nhắm mục tiêu vào 103 khu định cư và 93 cơ sở hạ tầng ở Ukraine trong ngày qua. Tổng cộng, Nga đã tấn công 10 tỉnh ở miền Nam, miền Đông và miền Bắc Ukraine. Hãng tin Sputnik sau đó dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhóm chiến đấu miền Bắc đã tấn công 4 lữ đoàn Ukraine tại Kharkov, ngăn chặn 7 cuộc phản công trong 24 giờ, loại trừ 225 binh sĩ đối phương, 7 phương tiện và một khẩu lựu pháo 152mm. Nhóm miền Tây loại trừ 400 binh sĩ, một xe tăng, hai xe bọc thép của Ukraine. Nhóm miền Trung ngăn chặn 6 cuộc phản công, diệt được 300 binh sĩ đối phương. Nhóm miền Nam loại trừ 375 quân nhân Ukraine, một kho đạn, hai xe bọc thép. Nhóm miền Đông loại trừ 140 binh sĩ. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố bắn rơi một trực thăng Mi-8 ngăn chặn 66 máy bay không người lái UAV 13 quả rocket phóng từ hệ thống HIMARS. Theo hãng thông tấn TASS cho biết như vậy, một chiếc UAV bị bắn rơi tại vùng Bryansk của Nga giáp với miền Bắc Ukraine. Một tháng trước, ước tính khoảng 30.000 binh sĩ Nga đã bắt đầu băng qua biên giới phía Bắc Ukraine vào khu vực Kharkov, mở ra một mặt trận mới khiến Kiev kéo căng lực lượng để phòng thủ. Vào thời điểm đó, Ukraine đang trong thế bất lợi. Tuy nhiên sau đó, tốc độ tấn công của Nga đã chậm lại Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho rằng cuộc tấn công gần như đã kết thúc. Patrick Burry, nhà phân tích quân sự tại Đại học Bath của nước Anh, cho biết Nga đã có cơ hội vàng ở Kharkov khi tấn công Ukraine vào thời điểm Kiev suy yếu. Trong thời gian qua, Nga đã tiến hành các hoạt động chuẩn bị dưới hình thức thăm dò những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Burry cho biết Nga chọn tấn công Ukraine vào thời điểm mà Kiev gần như cạn kiệt nguồn lực khi viện trợ quân sự của Mỹ đình trệ vì mâu thuẫn nội bộ tại Washington. Tờ Telegraph dẫn bản tin cập nhật hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, quân đội Nga có thể đã kiểm soát ngôi làng Novo Aleksandrovka ở khu vực giao tranh diễn ra ác liệt suốt cả năm. Cuộc tiến công đã giúp quân Nga tiến gần tới con đường, được coi là tuyến tiếp tế chính cho binh sĩ Ukraine ở xa hơn về phía đông. Trong khi đó, Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang chiến đấu để tiến vào ngoại ô của Chashoya, một trong những điểm nóng chiến sự. Quân đội Ukraine cho hay, đối phương tiếp tục tiến tới tiểu khu Novi ở thành phố Chashoya. Đề cập tới thông tin Bộ Quốc phòng Anh đưa ra, Diki, một binh sĩ Ukraine cho hay, anh không lo lắng gì về việc Nga đang tiến gần tuyến đường tiếp tế trọng yếu ở Donetsk. Theo Diki, ngay cả khi quân đội Nga tiến về con đường đó, các kỹ sư công binh có thể tạo ra những tuyến đường mới hoặc sửa chữa những con đường thay thế bị hư hại, miễn là thời tiết tốt. Vì ở đâu cũng có đường đi. Chasopja nằm trên các ngọn đồi cao, cách Bakhmut, thị trấn mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía tây. Thành phố đóng vai trò là công trình phòng thủ tự nhiên. Chasopja bị chia cắt bởi kênh đào Siversky Donets, Donbas chảy qua, tạo ra một rào cản tự nhiên giữa tiểu khu kanan và phần còn lại. Vị trí và địa hình thuận lợi của Chasopja giải thích lý do tại sao Ukraine biến nơi đây thành một trong những thành trì quan trọng trong cuộc xung đột tại Donbas vào năm 2014. Đây cũng là nơi đặt trụ sở cho chiến dịch lực lượng hỗn hợp, chiến dịch chống lại các cuộc tấn công của Nga. Sau nhiều tháng giao tranh quyết liệt, các tòa nhà tại thành phố gần như toàn bộ đã bị san phẳng. Đây được cả hai phía coi là địa điểm tiềm năng để Nga tiến vào các thành phố trọng điểm Kramatorsk và Slavyansk. Nếu giành quyền kiểm soát Chachovia, Nga sẽ dễ dàng phát động một cuộc tấn công rộng lớn hơn ở tỉnh Donetsk. Trước đó, cơ quan truyền thông Ukraine, Ukrainska Pravda, dẫn lời một nguồn tin quân sự và một blogger nói rằng lực lượng Nga đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát một quận của thành phố dọc theo một con kênh. Nguồn tin cũng cho biết, quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để dọn dẹp các khu vực dọc theo một con đường lớn. Cùng với sự hỗ trợ của tên lửa và máy bay không người lái, Nga đã bắt đầu đa tiến và củng cố lực lượng. Sư đoàn lính dù 98 của Nga cũng cho biết, lực lượng Ukraine đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo các đơn vị của Nga không vượt kênh và chiếm giữ các vị trí ở quận mới phía bên còn lại. Theo tuyên bố của người phát ngôn lực lượng Khutisia của Kiev, Trung tá Naza Volusin, Nga tiếp tục đạt được những bước tiến lớn ở miền đông Ukraine sau một thời gian tăng cường và mở rộng phạm vi giao tranh dọc theo chiến tuyến của quân đội Kiev tại khu vực Donetsk. Một bản đồ do ISVK biên soạn cùng ngày đã nêu bật một số khu vực xảy ra các cuộc đụng độ quân sự lớn ở thành phố Donetsk trong 24 giờ qua, bao gồm gần thị trấn Novopokrovsk và khu ngoại ô Maximilian Ipka nằm phía nam thành phố. Hai khu vực này đã thuộc quyền kiểm soát của Nga sau các đợt giao tranh này lừa vào tuần trước. Cuộc tấn công chính của Nga ở khu vực Donetsk tập trung vào các khu vực xung quanh Adipka và thị trấn Chasovka và đạt được những thắng lợi nhỏ nhưng ổn định. Chasovka thất thủ sẽ là mối nguy lớn cho quân đội Kiev bởi điều này sẽ khiến các thành phố lân cận gặp nguy hiểm, làm tổn hại các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn mục tiêu chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Nga hiện có khoảng 650.000 binh sĩ ở Ukraine, gần gấp 5 lần con số 140.000 quân lực trước đó 2 năm. Những thay đổi chiến thuật của Nga đã phát huy hiệu quả lớn. Ban ngày, quân đội Nga tăng cường tấn công từ nhiều hướng để phân tán sự tập trung của lực lượng Kiev, đồng thời mở rộng các đợt phục kích vào ban đêm nhằm làm giảm khả năng phản công của đối phương. Thậm chí, nhiều binh lính Moscow đã mặc quân phục Ukraine ra chiến trường để gây nhiễu loạn quá trình khóa mục tiêu từ trên cao của lực lượng máy bay không người lái UAV. Ông Ivan Sekat, phát ngôn viên của lữ đoàn 110 cho biết, lữ đoàn của ông đã buộc phải giàn trải lực lượng trong một không gian rộng suốt một thời gian dài, nhưng vẫn khó lòng ngăn cản làn sóng tấn công mới của Nga tại khu vực Donetsk. Hỏa lực của Ukraine đã được cải thiện kể từ khi các nhà lập pháp Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4. Mặc dù quá trình vận chuyển hàng viện trợ vẫn chưa theo kịp những bước tiến dồn rập của Nga ở miền đông Ukraine, có thể sẽ mất thêm vài tuần, thậm chí là vài tháng, Ukraine mới có thể bổ sung đầy đủ lượng dự trữ vũ khí đã cạn kiệt của mình. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Ivan Hapriliuk chia sẻ với hãng tin AP, trong lúc chờ vũ khí, lực lượng Ukraine phải chiến đấu với Nga trong tình thế một trọi năm. Ông Hapriliuk cũng cho biết thêm, để vô hiệu hóa sức mạnh không quân Nga, Ukraine cần ít nhất 130 máy bay chiến đấu F-16, dự kiến sẽ tới tiền tuyến vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau quân đội Kiev đã chuyển sang chiến lược câu giờ cho đến khi có thể tiếp nhận thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây. Theo các nhà quan sát, bằng cách nhượng lại một phần lãnh thổ, Ukraine đã có thể chiến đấu từ các vị trí được phòng thủ tốt hơn. Hiện các lực lượng Ukraine vẫn đang trong thế phòng thủ ở khu vực Donetsk, nhưng chưa đủ sức bật để tạo nên một đợt phản công lớn. Ông Alexander, phó chỉ huy một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 47, hiện đang chiến đấu ở ngoại ô Adipka cho biết, vũ khí viện trợ đến theo từng đợt, khiến chúng tôi không tích lũy đủ lượng dự trữ cần thiết để tạo nên một đợt phản công lớn. Sau khi Mỹ đồng ý cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vùng biên Nga, khu vực này đã hứng chịu nhiều đòn tập kích bằng pháo, tên lửa và UAV của Ukraine. Thành phố Belgorod là một nơi như thế. Cư dân tại đây đã tìm cách thích ứng với bối cảnh mới này. Khi Alina đợi xe buýt đưa mình tới ngôi nhà nghỉ vào cuối tuần của gia đình ở ngoại ô Belgorod, Cô bé cố gắng bảo đảm rằng mình ngồi đợi sâu bên trong căn hầm bê tông được xây vào đầu năm 2024 quanh điểm chờ xe buýt. Mẹ của Alina kể rằng nhiều tháng sau vụ tấn công ở quảng trường, Alina vẫn còn sợ và thường rơi vào trạng thái lo âu. Quảng trường trung tâm rộng lớn của Ben Gros giờ gần như vắng tanh, ngoại trừ các nhân viên an ninh gác tại hầm bê tông ở mỗi góc. Quanh đó có các màn hình lớn chạy các đoạn video hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu và cách tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bị kẹt trong đống đổ nát hồi đầu tháng 5, mỹ vẫn cấm ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ nga sau đó mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm này ben -Gorod và vùng xung quanh nghe tiếng còi báo động phòng không cũng như tiếng nổ lớn nhiều lần trong ngày một bộ phận nhỏ cư dân tâm niệm sống chết tại số nhưng hầu hết dân địa phương đều nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rủi ro khi còi báo động vang lên người dân ben -Gorod rời khỏi xe ô tô cá nhân và khẩn trương xếp hàng di chuyển vào hầm trú ẩn nơi có thể chứa được 15 đến 20 người. Căng thẳng trong thành phố gia tăng vào tháng trước, trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch tiến công mới nhằm vào Kharkov. Tổng thống Nga Putin nói rằng mục tiêu chính của chiến dịch này là đẩy lực lượng Ukraine ra xa để không thể đưa Belgorod và vùng rộng lớn hơn vào tầm bắn của họ. Ông Putin cảnh báo trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 5, chúng tôi cảnh báo họ chớ xâm nhập vào lãnh thổ chúng tôi, pháo kích Belgorod và vùng phụ cận, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải tạo ra vùng đệm một thành viên lực lượng dự bị quân đội Nga ở bengorod khoe bộ sưu tập các vỏ đạn phương Tây mà anh ta đã thu lượm được quanh vùng biên bengorod Trong số này có mảnh vỡ của quả rocket Vampire do Séc sản xuất, một quả mìn Ba Lan và vỏ đạn 84mm của súng không giật các Gustav. Người lính này sử dụng hồ hiệu fin cho biết anh ủng hộ chủ trương của ông Putin về việc tạo vùng đệm giữa Nga và Ukraine. Ở ngoại ô, nông dân cũng thích ứng với tình hình xung đột. Một buổi chiều gần đây, khi Andrei, 29 tuổi, chuẩn bị tưới nước cho cánh đồng trồng hoa hướng dương, máy kéo của anh được răng lưới chống UAV. Phía trên cũng gắn các thiết bị gây nhiễu. Người nông dân này kể rằng kể từ khi chiến dịch Kharkov bắt đầu, phía Ukraine tung mỗi lúc một nhiều UAV tấn công lãnh thổ sát biên giới hai nước. Trong khắp vùng, người dân phải tìm cách thích ứng với những đảo lộn cuộc sống do xung đột vũ trang gây ra. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và Chủ tịch Đảng Chính trị nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev cảnh báo Kiev có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cuộc tấn công của Nga sẽ tiếp tục nếu Kiev từ chối đề xuất đàm phán hòa bình của Tổng thống Nga Putin. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tín hiệu rằng Moscow sẽ ngay lập tức mở các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev nếu nước này rút quân khỏi Donbass của Nga cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhia. Yêu cầu cũng bao gồm việc Ukraine cam kết giữ vị thế trung lập, cũng như phi phát xít hóa và phi quân sự hóa. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây chống lại Moscow cũng sẽ phải được dỡ bỏ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề nghị này như một tối hậu thư, còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng đề xuất này đã không được đưa ra với thiện trí. Kiev liên tục yêu cầu Nga rút quân về biên giới Ukraine từ năm 1991, như một điều kiện để bắt đầu đàm phán. Phát biểu với các phóng viên ngày 18 tháng 6, ông Medvedev, hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga, cho biết Ukraine đang đưa cuộc thảo luận trở lại điểm ban đầu bằng cách bác bỏ các sáng kiến hòa bình. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo họ không nên làm điều đó, nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ông Medvedev cho rằng Kiev vẫn còn thời gian để chấp nhận lời đề nghị, nhưng cánh cửa cơ hội này sẽ không kéo dài. Ông nhận xét nếu Ukraine không đồng ý với các điều khoản của ông Putin, điều này sẽ dẫn đến một kịch bản, trong đó các hành động tấn công của Nga sẽ tiếp tục và rất khó để nói biên giới của vùng đệm mà Tổng thống của chúng tôi đã nói đến sẽ kết thúc ở đâu và ranh giới của vùng đệm này sẽ không được vẽ ra có lợi cho Kiev. Trong thời gian qua, Ukraine khẳng định Nga đã mở mặt trận mới ở vùng Kharkov phía đông bắc Ukraine kiev cũng đoán rằng ông putin muốn tạo ra một vùng đệm để ukraine không thể tấn công các vùng biên giới nga và vùng đệm này là đất của ukraine ông medvedev khẳng định nếu ukraine không quyết định đàm phán ngay lúc này nga sẽ tiếp tục tấn công ông nói thêm sẽ khó nói đâu là vùng đệm mà tổng thống vladimir putin nhắc tới nằm ở đâu rất nhiều khả năng toàn bộ chuyện này không có lợi cho chính quyền ukraine vì vậy họ nên nhanh chóng khi còn có thể cựu tổng thống nga sau đó đưa ra một nhận định khá bi quan khi lưu ý rằng ukraine đã từ chối đề xuất của nga tại hội nghị hòa bình tổ chức mới đây ở thụy sĩ điều này đồng nghĩa mọi thứ sẽ tệ hơn tính từ bây giờ trong bối cảnh đó một số quốc gia phương tây bao gồm cả mỹ đã cho phép ukraine tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ nga với mục tiêu là các khu vực và cơ sở triển khai quân sự động thái này bị moscow lên án là làm gia tăng xung đột đồng thời ông putin lưu ý rằng Phương Tây về cơ bản đã đồng ý với các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào dân thường Nga. Ông Bjorn Bernhardt, người đứng đầu bộ phận các hệ thống mặt đất Land Systems của Rheinmetall cho biết, nhà sản xuất vũ khí của Đức có thể sớm cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không di động mới có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Bill của Đức cách đây ít hôm, ông Bernhardt nói rằng các hệ thống mà truyền thông Đức gọi là xe tăng Frankenstein đã được phát triển. Những chiếc xe tăng này sẽ là phiên bản bọc thép hạng nặng của hệ thống phòng không Sky Ranger tiên tiến do Rheinmetall sản xuất, được ghép vào thân của xe tăng Leopard 1 từ thời chiến tranh lạnh. Chúng sẽ có khả năng đối phó với các mục tiêu tầm ngắn như máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh. Ông Bernhard cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại một nhà máy sửa chữa xe tăng bí mật của Rheinmetall ở Tây Ukraine đầu tháng 6 như sau vẫn còn rất nhiều xe tăng chiến đấu Leopard 1 mà chúng tôi có thể tận dụng để đặt tháp pháo Sky Ranger với súng máy 35mm lên khung gầm của chúng. Theo một thông cáo báo chí, Rheinmetall sẽ giới thiệu một phương tiện tương tự nhưng được đặt trên khung gầm Leopard 2 tại triển lãm công nghiệp quốc phòng Eurostatory 2024 đang diễn ra ở Paris. Rheinmetall nhấn mạnh các hệ thống phòng không trên mặt đất có tính cơ động cao, được thiết kế theo dạng mô đun và dễ chỉnh sửa ngày càng trở nên quan trọng khi các lực lượng NATO tái tập trung vào phòng thủ quốc gia và liên minh. Hiện chưa rõ khi nào Ukraine có thể nhận được xe tăng Frankenstein mới. Theo tờ Telegraph của Anh, quân đội Ukraine đã nhận được khoảng 100 xe tăng Leopard 1 từ Đức. Tuy nhiên, chính quyền Kiev trong những tuần gần đây đã gây áp lực lên các nước NATO để cung cấp thêm vũ khí quan trọng và phàn nàn rằng việc thiếu hệ thống phòng không của phương Tây khiến quân đội và cơ sở hạ tầng của nước này dễ bị nga tấn công. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi đầu tháng này tuyên bố Berlin sẽ chuyển hệ thống phòng không Patriot thứ ba do Mỹ sản xuất và các vũ khí bổ sung khác cho Kiev trong vòng vài tuần tới. Trong khi đó, nga đã nhiều lần chỉ trích việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả. Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đã bắt đầu sử dụng tháp pháo do Cục Thiết kế Khí cụ có trụ sở tại Tula phát triển để săn lùng các thuyền không người lái cảm tử của lực lượng Ukraine. Đây là phiên bản nâng cấp của tháp pháo sử dụng trên xe chiến đấu bộ binh BMP-2 thời Liên Xô. Tháp pháo có tên là Berezov được trang bị pháo tự động 2A42 30mm, súng máy PKTM 7,62mm, súng phóng lựu tự động AG-30M 30mm, cũng như hai bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Konet M với hai tên lửa mỗi chiếc. Tháp pháo cũng được trang bị kính ngắm ngày đêm Sozhtm. Đoạn video được công khai trên truyền thông cho thấy tháp pháo Berezov phá hủy ba thuyền không người lái cảm tử của Ukraine bằng tên lửa chống tăng Konet M. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các tàu chiến của hạm đội Biển Đen và các cảng ở bán đảo Crimea bằng các thuyền không người lái cảm tử từ khi nga bắt đầu kế hoạch quân sự ở Ukraine. Các bộ phận do phương Tây sản xuất như thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink là bộ phận chính của những chiếc thuyền này. Trước đây, hạm đội Biển Đen sử dụng các tàu tuần tra, máy bay chiến đấu và trực thăng để ngăn chặn các thuyền không người lái cảm tử của lực lượng Ukraine. Hiện tại vẫn chưa rõ hạm đội này có lắp đặt tháp pháo Berezov trên các tàu tuần tra, tàu chiến lớn hơn hay trên những điểm tĩnh xung quanh các cảng trọng điểm của Crimea hay không. Theo SF, tháp pháo với tên lửa chống tăng Korean M chắc chắn sẽ là cách hiệu quả hơn để vô hiệu hóa mối đe dọa từ những chiếc thuyền không người lái cảm tử của lực lượng vũ trang Ukraine. Kornet không phải là loại vũ khí mới mà đã có mặt trong những cuộc xung đột ở Trung Đông trong hơn hai thập niên qua. Tên lửa chống tăng 9M133 Kornet là hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển dùng cho các cuộc tấn công mục tiêu ở cự ly tối đa 5.500m với đầu đạn 2 tầng nổ, tandem có khả năng xuyên qua lớp giáp xe tăng dày 1.200mm. Tên lửa Cornet thường được sử dụng cho mục đích đánh bại lớp giáp phản ứng nổ thường được trang bị trên các dòng xe tăng hiện đại. Tổ hợp này cũng có một tính năng đặc biệt là bắn liên tiếp hai tên lửa, khiến đối phương không có nhiều thời gian đối phó. Không chỉ là thứ vũ khí chống tăng hiệu quả, Cornet còn có thể được sử dụng để phá hủy các tòa nhà và công sự. Trước đó, khi Mỹ tấn công Iraq năm 2003, ít nhất hai xe tăng M1 Abrams và một xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ đã bị tên lửa Cornet phá hủy. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah cũng đã sử dụng Cornet hạ xe tăng chủ lực Mekava của Israel trong cuộc xung đột ở Iraq và Liban năm 2006. Truyền thông ước tính giá một tên lửa connect vào khoảng 26.000 đô la Mỹ một chiếc vào năm 2019. Đây thực sự là một món hời khi có thể hạ gục xe tăng Abrams trị giá hơn 10 triệu đô la Mỹ. Quân đội nga đang thử nghiệm máy bay không người lái UAV hạng nặng có thể nâng trọng tải lên tới 200 kg. Chiếc UAV có dạng quadcopter này được quảng bá là giải pháp hậu giá rẻ cho tiền tuyến. Đoạn video về hoạt động của chiếc UAV có tên Perun, thân sớm xét của người Slav, được Bộ Quốc phòng nga công bố ngày 17 tháng 6. Theo Bộ Quốc phòng nga, UAV Perun sử dụng phần mềm được phát triển trong nước. Đoạn video cho thấy hai phiên bản khác nhau của UAV một trong số đó có cánh quạt đồng trục tạo ra lực nâng đủ để nâng một người lính có vũ trang đu trên một sợi dây. UAV có thể chống rung lắc khi người lính đáp xuống mặt đất. Ngoài ra còn có cảnh quay về một chiếc máy bay không người lái khác dường như được gắn tên lửa chống tăng Fagot. Một đoạn video ngắn lan truyền trên mạng xã hội đầu năm nay cho thấy tên lửa Fagot có thể phóng từ UAV. Peru được cho là kết quả nỗ lực của Nga nhằm phát triển một nền tảng tương tự như UAV-33 Iaga của Ukraine lực lượng kiev đã quân sự hóa một mẫu uav nông nghiệp sau cánh quạt có kích thước tương đối lớn và đang sử dụng chúng trong cuộc xung đột với nga theo bộ quốc phòng nga phiên bản của moscow dường như có khả năng mang trọng tải lớn hơn và có thể được sử dụng cho các hoạt động sơ tán y tế khỏi tiền tuyến mẫu uav này cũng đang được xem xét để vận chuyển các đội biệt kích nhỏ cho các cuộc tấn công bất ngờ hoặc được dùng như một nền tảng vũ khí Máy bay không người lái UAV giờ đây đã trở thành một vũ khí lợi hại đối với cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột. Giai đoạn đầu của xung đột, Nga sử dụng UAV ít hơn so với Ukraine. Trong khi đó, Ukraine thường xuyên sử dụng các UAV loại nhỏ để thả lựu đạn vào các vị trí phòng thủ của Nga, khiến binh sĩ Moscow mắc kẹt trong chiến hào. Ukraine sử dụng UAV để xác định lực lượng Nga, từ đó nhanh chóng điều chỉnh hỏa lực phù hợp, nhắm mục tiêu vào xe tăng Moscow đang băng qua những cánh đồng vào giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột nga đã bắt đầu sử dụng uav để lật ngược tình thế trên chiến trường càng về sau nga càng có nhiều cải tiến về chiến thuật sử dụng uav hạn chế từng bước lợi thế của ukraine nhiều nhà quan sát đánh giá rằng kết quả của xung đột nga ukraine có thể được quyết định bởi vũ khí này cả nga và ukraine đều nhìn thấy tầm quan trọng không chỉ của uav giám sát mà còn của uav tầm xa có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu có giá trị nằm sâu phía sau phòng tuyến của đối phương Nga đã sử dụng hàng trăm máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Moscow tiến hành các cuộc tấn công bằng cách sử dụng UAV kết hợp với tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo để tấn công các kho tên lửa và làm suy giảm khả năng tự vệ của Kiev. Trong khi đó, Ukraine đã tăng cường sản xuất UAV giá rẻ để gây thiệt hại cho Nga. Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV có ưu điểm giá thành rẻ, dễ sản xuất, có thể phá hủy các vũ khí hạng nặng đắt đỏ Mục tiêu năm nay của Ukraine là sản xuất hơn 1 triệu máy bay không người lái với ít nhất một nửa linh kiện được sản xuất trong nước nhằm bù đắp nguồn viện trợ bị trì hoãn của Mỹ. Một phóng viên của Frank 24 cho biết trên kênh truyền hình rằng Kiev đã không thể thuyết phục ngay cả chính người Ukraine về sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Thụy Sĩ. Thực tế, người dân Ukraine đã đổ lỗi cho người đứng đầu văn phòng của ông Zelensky là ông Andriy Yermak về sự thất bại của hội nghị theo phóng viên các chuyên gia đồng ý rằng ý tưởng của sự kiện này không thực sự là một hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà nó giống như một hội nghị thượng đỉnh để hỗ trợ ukraine hơn đồng thời chính quyền kiev đã không tranh thủ được sự hỗ trợ của trung quốc và các nước ở nam bán cầu như vậy trung quốc hoàn toàn từ chối tham gia còn indonesia ấn độ và brazil cũng không ký tuyên bố cuối cùng Ngoài ra sau này họ đã cử đại sứ của mình đến Thụy Sĩ. Đây là cấp độ ngoại giao thấp nhất. Theo nghĩa này, đây là một thất bại. Và có những người ở Ukraine rất chỉ trích cách tiếp cận của ông Andriy Yermak thay vì giao việc đó cho các nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Giới quan sát đánh giá, việc một số quốc gia và tổ chức không ủng hộ tài liệu này là điều bất ngờ. Mặc dù một số vấn đề gây tranh cãi đã được lược bỏ khỏi thông cáo nhằm có được sự ủng hộ rộng rãi hơn, có thể kể đến như Việc giải quyết vấn đề hậu chiến cho Ukraine, liệu Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu, EU không? Hay việc rút quân từ cả hai bên sẽ diễn ra như thế nào? Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các phiên thảo luận cũng không đề cập tới đề xuất hòa bình Ukraine của Nga, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Đại diện một quốc gia không ký vào thông cáo, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Fahan Al Saud cho rằng bất kỳ tiến bộ có ý nghĩa nào hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột sẽ đều cần có sự tham gia của Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Áo Khan Nehammer từng dự đoán về việc không phải tất cả các quốc gia và tổ chức tham gia đều sẽ ký vào thông cáo vì vấn đề lựa chọn từ ngữ. Phát biểu tổng kết hội nghị, Tổng thống chủ nhà Thụy Sĩ Viola Amherst cho rằng dù kết quả đạt được còn khiêm tốn, việc đại đa số những người tham gia vào hội nghị đồng ý với thông cáo chung cho thấy những bước tiến nhất định về ngoại giao. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ cần thời gian để đạt được hòa bình ở Ukraine. Trong phát biểu cuối hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hoan nghênh những bước đầu tiên hướng tới hòa bình, nhưng thừa nhận không phải tất cả những bên liên quan xung đột đều góp mặt tại hội nghị lần này. Dù vậy, nhà lãnh đạo cho biết các bên đã đồng ý tiếp tục làm việc trong các nhóm đặc biệt về kế hoạch hành động vì hòa bình, nhấn mạnh đây là động thái sẽ mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai. Ngay từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Ba Lan đã tiến hành kiểm tra khoảng 62.000 nơi ẩn náu. Việc xem xét sẽ đánh giá xem mỗi nơi trú ẩn có được trang bị thích hợp và phù hợp để sử dụng hay không. Thời điểm đó, một quan chức Ba Lan nhấn mạnh rằng người Ba Lan không gặp nguy hiểm Ông này nhấn mạnh, chúng tôi thuộc NATO, chúng tôi là một phần của Liên minh châu Âu, chúng tôi không tham gia vào cuộc xung đột này và Ba Lan là một quốc gia an toàn. Mới đây nhất, thị trưởng Warsaw của Ba Lan cho biết đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để kiểm tra độ tin cậy của nguồn cung cấp nước và điện khẩn cấp tại các nơi trú ẩn trong thành phố. Theo RT, thị trưởng Czaskowski đã ra lệnh diễn tập nhanh các dịch vụ khẩn cấp của thủ đô để đề phòng tuyên bố trước các phóng viên ngày 18 tháng 6, thị trường thủ đô của Ba Lan nói, Như một phần của chương trình an toàn Vaxava, chúng tôi đang kiểm tra cơ sở hạ tầng quan trọng. Hôm qua, tất cả các dịch vụ của thành phố đã tổ chức diễn tập huấn luyện tại nhà máy cấp nước. Chúng tôi chuẩn bị nguồn cung cấp nước, chuẩn bị kho bãi để chứa thêm các thiết bị như máy phát điện. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Ông Jaroszkowski cũng chia sẻ những bức ảnh về cuộc diễn tập trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, chấn an người dân Sava rằng đó chỉ là một cuộc diễn tập, nhưng thành phố rất coi trọng sự an toàn của họ. Theo thị trường, các công ty cung cấp điện, nước, cảnh sát, lính cứu hỏa và quân đội đã làm việc cùng nhau để thử nghiệm các kịch bản hành động trong các tình huống khủng hoảng tiềm ẩn. Sava có dân số khoảng 1,8 triệu người và có khả năng chứa 3 triệu người trong hệ thống tàu điện ngầm, nhà để xe ngầm và các không gian trú ẩn được chỉ định khác. Tuy nhiên, ông Jaroszkowski cho biết, sẽ phải thực hiện một số công việc nữa để tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Hồi tháng 3, thị trường Vassava cho biết, thành phố này sẽ chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ trong từ 2 đến 3 năm tới cho các hầm tránh bom và các biện pháp an ninh khác khi xung đột ở nước láng giềng Ukraine bước sang năm thứ ba. Hồi đầu năm, theo báo Đức Bill, Bộ Quốc phòng Đức đang hoàn thành một tài liệu dự thảo có tên gọi Kế hoạch hoạt động OPLAN. Theo tài liệu, Đức sẽ trở thành một quốc gia trung chuyển quan trọng về vũ khí và thiết bị quân sự. Vì lý do đó, binh lính sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ các đường cao tốc, nhà ga và bến cảng quan trọng. Đồng thời, người dân Đức dự kiến cũng biến nhà của mình thành hầm tránh bom trong trường hợp một cuộc chiến tranh lớn nổ ra ở châu Âu. Hiện chỉ có 579 hầm tránh bom còn hoạt động ở Đức. Kế hoạch mới của Bộ Quốc phòng cho phép người dân thiết lập các hầm trú ẩn cá nhân ở những nơi như tầng hầm và nhà để xe. Giám đốc văn phòng bảo vệ dân sự và hỗ trợ thảm họa liên bang. Ông Rapp, TSL cho biết, việc xây dựng những nơi trú ẩn mới không còn khả thi do hạn chế về thời gian. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Đức đang tìm mọi cách để tăng cường sức mạnh quân đội, viện lý do các mối đe dọa xuất phát từ cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngày 17 tháng 6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg khẳng định, liên minh quân sự này không có kế hoạch gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân, nhưng thay vào đó sẽ tập trung nâng cấp và thay thế các máy bay chiến đấu. Theo ông, NATO đã tiến hành hiện đại hóa theo hướng đi này được một thời gian và đảm bảo tính minh bạch của quá trình. Tuyên bố trên khác với thông tin trước đó mà tờ do Telegraph đăng tải về bài phỏng vấn độc quyền với ông Stoltenberg. Trong đó, nhà lãnh đạo nói rằng các quốc gia NATO đang thảo luận về khả năng triển khai thêm các đầu đạn hạt nhân và đặt chúng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu như một yếu tố giàn đè. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, triển khai thêm vũ khí hạt nhân là một sự gia tăng căng thẳng. Phát ngôn của ông Dmitry Peskov được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có những phát biểu mâu thuẫn về việc đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân. Theo người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov, phát biểu của ông jens stoltenberg dường như mâu thuẫn với thông cáo của hội nghị thượng đỉnh về hòa bình ukraine rằng bất kỳ mối đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nào trong bối cảnh xung đột ukraine đều không được chấp nhận nga cảnh báo mỹ và các đồng minh châu âu đang đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la mỹ một trong số đó đang được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ nga theo hãng tin tass đại diện thường trực của nga tại các tổ chức quốc tế ở viên Áo Mikhail Ulyanov cho biết, Nga nhận thấy mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn thế giới về những báo cáo chỉ ra Mỹ đang thay đổi chiến lược hạt nhân. Theo ông Mikhail Ulyanov, Nga đã theo dõi chặt chẽ các báo cáo từ Washington báo hiệu về sự thay đổi tiềm tàng trong các tài liệu học thuyết của họ. Đồng thời cho biết, không loại trừ khả năng Nga cũng sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của mình. Tôi muốn nói thêm rằng, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố gần đây, học thuyết hạt nhân của chúng tôi là một tài liệu sống và nó có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế mới. Điều này là không thể tránh khỏi. Theo liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, cho đến nay, Nga và Mỹ là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ khoảng 88% vũ khí hạt nhân của thế giới. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng như một phần của cuộc tập trận theo kế hoạch tại các vùng biển Thái Bình Dương, biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Đô đốc Viktor Lina Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6. Trong cuộc tập trận, các chiến hạm Nga sẽ diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng tự sát, thực hiện một loạt bài tập huấn luyện chiến đấu thực tế, thực hành các hoạt động chống tàu ngầm, tổ chức phương án hộ tống các đội tàu đi qua vùng biển nhạy cảm, tiến hành các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào mục tiêu giả định. Được biết, cuộc tập trận sẽ có 40 tàu chiến, thuyền và tàu hỗ trợ, khoảng 20 máy bay và trực thăng của lực lượng Không quân, Hải quân Hạm đội Thái Bình Dương bao gồm máy bay chống ngầm TU-142MZ, IL-38 và IL-38N, trực thăng K-29 và K-27. Các đơn vị thủy quân lục chiến của hạm đội Thái Bình Dương và lực lượng phòng thủ ven biển cũng tham gia vào cuộc tập trận. Cuộc tập trận này lần đầu tiên được coi là song phương vì nó liên quan tới kịch bản của đội tàu Primorsky thuộc hạm đội Thái Bình Dương và lực lượng ở vùng đông bắc của Nga. Các đơn vị thủy quân lục chiến và đội chiến đấu được giao nhiệm vụ điều khiển hệ thống tên lửa ven biển ban và Bastian cũng sẽ tham gia. Trước đó, một đội tàu của Hải quân Nga cũng đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công tầm xa ở Đại Tây Dương khi đang trên đường tới Cuba. Nhóm tàu này do hạm đội phương Bắc của Nga triển khai, trong đó bao gồm hai chiến hạm hiện đại là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Kazan lớp Yasen và tàu khu trục đô đốc Goskop. Chuyến thăm cảng này trùng hợp với cuộc gặp gỡ ở Moscow giữa Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Trong cuộc gặp, ông Rodriguez bày tỏ sự phản đối việc mở rộng NATO về phía biên giới Nga vì sẽ dẫn đến cuộc xung đột hiện tại ở châu Âu, đặc biệt là giữa Moscow và Kiev. Ông Rodriguez cũng kêu gọi một giải pháp ngoại giao xây dựng và thực tế cho cuộc xung đột này. Việc quân đội Nga có hoạt động gần Mỹ, bờ biển bang Florida như vậy, diễn ra trong bối cảnh hai nước căng thẳng do xung đột ở Ukraine, nơi chính quyền Kiev được phương Tây hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại Moscow. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với báo giới, Chúng tôi đương nhiên xem xét vấn đề này rất nghiêm túc, nhưng các cuộc tập trận này không đe dọa Mỹ. Ngày 18 tháng 6, quân đội Philippines cho biết, lực lượng hải cảnh Trung Quốc tiếp tục có hành vi hung hăng và thiếu chuyên nghiệp đối với nhiệm vụ nhân đạo hợp pháp là điều không thể chấp nhận được. Trung Quốc và Philippines đổ lỗi cho nhau trong vụ va chạm xảy ra ngày 17 tháng 6 gần đảo san hô đang tranh chấp ở biển Đông. Các quan chức Philippines cáo buộc Trung Quốc gây gián đoạn nhiệm vụ tiếp tế cho nhóm lính đồn trú trên con tàu hải quân dì BRP Sierra Madre neo đậu trên một cấu trúc tranh chấp Biển Đông. Hải cảnh Trung Quốc bác bỏ cho rằng tàu hải quân Philippines cố ý tiếp cận tàu Trung Quốc đến mức nguy hiểm một cách thiếu chuyên nghiệp, buộc con tàu này phải thực hiện các biện pháp như cảnh báo và phong tỏa, lên tàu kiểm tra và buộc trục xuất. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi vụ việc mới nhất là một trong những hành động khiêu khích của Trung Quốc nhằm cản trở hoạt động tiếp tế cho các nhân viên Philippines đóng trên tàu BRP Sierra Madre. Canada và Anh cũng lên án hành động của Trung Quốc, còn Pháp và Nhật Bản bày tỏ quan ngại về vụ việc. Trước đó, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc tàu tiếp tế Philippines nhiều lần phớt lờ cảnh báo nghiêm túc của phía Trung Quốc. Họ cho rằng tàu tiếp tế Philippines đã tiếp cận tàu di chuyển bình thường của phía Trung Quốc một cách cố ý và nguy hiểm, không chuyên nghiệp dẫn tới va chạm. Lực lượng này nói họ đã thực hiện biện pháp kiểm soát theo luật với tàu Philippines. Tuy nhiên, các lực lượng vũ trang Philippines cho rằng bản tường thuật của Trung Quốc về sự cố trên gây hiểu lầm, đồng thời chỉ trích sự hiện diện và hành động bất hợp pháp của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Về việc thủy thủ Philippines bị thương trong sự cố trên ở biển Đông, một số báo cáo cho biết ít nhất 8 thủy thủ Philippines bị thương, trong đó một thủy thủ bị mất một ngón tay. Tuy nhiên, quân đội Philippines không bình luận về các thông tin trên. Quân đội Philippines chỉ cho biết thủy thủ bị thương nặng trong vụ việc đã được chuyển đi thành công và đang được điều trị, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về vết thương. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, Trung Quốc hiện có 500 đầu đạn hạt nhân và đang xây dựng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tờ Business Insider ngày 18 tháng 6 dẫn báo cáo đưa ra vào hôm trước của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, cho biết Trung Quốc đã đánh bại các siêu cường trên thế giới trong việc phát triển kho dự trữ đầu đạn hạt nhân. Theo tổ chức tư vấn châu Âu này, Trung Quốc đã tăng số lượng đầu đạn hạt nhân từ 410 vào năm 2023 lên 500 trong năm nay. Trong khi đó, Lầu Năm Góc dự báo tới năm 2030, Trung Quốc có thể có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động. Han Kristensen, chuyên gia về vũ khí hủy diệt hàng loạt của SIPRI cho biết, Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Số liệu của SIPRI phù hợp với dự báo của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu ra trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc hàng năm được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Theo báo cáo, những thay đổi về số lượng, năng lực và trình độ sẵn sàng của lực lượng hạt nhân Trung Quốc trong những năm tới có thể vượt xa sự phát triển tiềm năng của lực lượng hạt nhân của bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Tới nay, phía Trung Quốc vẫn chưa có bình luận gì về thông tin của SIPRI. Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất bận rộn với việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Theo SIPRI, trong năm qua, Triều Tiên đã tăng hơn 66% số đầu đạn hạt nhân của mình từ 30 vào năm 2023 lên 50 vào năm nay. Dù vậy, có một điều chắc chắn rằng kho dự trữ hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc và Triều Tiên vẫn không thể so sánh được với những gì Mỹ và Liên bang Nga có. Xét về tổng lượng tồn kho, Mỹ có 5.044 đầu đạn, trong khi Liên bang Nga có 5.580 và tổng kho dự trữ của họ chiếm gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân của thế giới. Trong một đánh giá liên quan tới vũ khí hạt nhân, khi trả lời phỏng vấn tờ The Telegraph, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cho biết, Liên minh quân sự này đang đàm phán để triển khai thêm vũ khí hạt nhân nhằm cho thế giới thấy kho vũ khí hạt nhân của mình và đưa ra cảnh báo rõ ràng về mối đe dọa ngày càng tăng từ Liên bang Nga và Trung Quốc. Cựu tổng thống Donald Trump mới đây đã tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 78 tuổi trong một buổi tiệc tưng bừng cùng hàng nghìn cử tri trung thành ở bang Florida. Buổi tiệc cũng là cột mốc nhắc nhở cử tri nước Mỹ rằng hai ứng cử viên chạy đua vào nhà trắng năm nay là những chính trị gia lớn tuổi nhất từng tranh cử chức tổng thống Mỹ. Tuổi tác, sức khỏe và sự nhạy bén về tinh thần là điều mà không ít cử tri cảm thấy lo ngại đối với cả đương kim tổng thống Joe Biden, người đã bước sang tuổi 82, lẫn đối thủ của ông, cựu tổng thống Donald Trump, dù trẻ hơn nhưng cũng đã bước sang tuổi 78. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy, người Mỹ lo lắng về độ tuổi của ông Joe Biden hơn, cho dù đương kim tổng thống từng khẳng định vẫn còn sung sức và đủ năng lượng để tái tranh cử. Dù trong suốt quá trình vận động tranh cử, ông Donald Trump không đề cập rõ ràng đến vấn đề tuổi tác của đối thủ Joe Biden. Nhưng cựu tổng thống đã không bỏ lỡ các cơ hội để lợi dụng mọi sai sót trong lời nói của đối thủ 82 tuổi, như mô tả dáng đi chậm chạp, lần vấp ngã hay những lần nói nhầm của đương kim tổng thống nhằm ám chỉ ông Joe Biden là người không phù hợp với vị trí ông chủ nhà trắng tương lai. Việc tổng thống Joe Biden nói nhầm hay vấp ngã từng xảy ra không ít lần trong nhiệm kỳ hiện nay, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021. Vào tháng 5, tổng thống Mỹ Joe Biden đã mắc lỗi nhầm lẫn khi gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Tổng thống Hàn Quốc trong phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở thung lũng Portola, California khi đề cập về mối quan hệ thân thiết với ông Kim Jong-un. Trên thực tế, lỗi nhầm lẫn này không phải là lỗi đầu tiên liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó vào tháng 5 năm 2022, ông Biden gọi cựu Tổng thống Moon Jae-in, người tiền nhiệm của ông John Suk là Tổng thống Moon trong các bình luận sau khi đến thăm một nhà máy vi mạch. Ngoài ra, chỉ riêng trong năm ngoái, Ông Biden đã nhầm lẫn tên của các nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của Mexico, Ai cập, Pháp, Đức và Ukraine. Ông Biden cũng đã từng gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là Vladimir, nhầm Tổng thống Ai cập Abdel Fattah el-Sisi với Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador. Những câu hỏi về vấn đề tuổi tác từng không ít lần được nêu ra sau khi ông Joe Biden đã cử tổng thống vào tháng 11 năm 2020 và ngày càng trở nên thường xuyên hơn trong thời gian chạy đua tranh cử tổng thống năm 2024, nhất là mỗi khi ông lỡ lời hay gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe. Ở độ tuổi 82, tuổi tác là một vấn đề đối với đương kim tổng thống Joe Biden trong cuộc chạy đua tái tranh cử. Theo một cuộc thăm dò dư luận do Reuters, Ipsos phối hợp tổ chức vào tháng 2 năm 2024, khoảng 78% số người được hỏi, bao gồm 71% đảng viên Đảng Dân chủ, cho rằng ông Joe Biden đã quá già để làm việc trong chính phủ. Trong khi đó, khoảng 53% số người được hỏi có ý kiến như vậy về ông Donald Trump. Luật pháp Mỹ hiện không có bất cứ quy định nào liên quan tới vấn đề tuổi tác của ứng cử viên Tổng thống hay đương kim Tổng thống, cũng như bắt buộc các ông chủ Nhà Trắng phải công khai hồ sơ sức khỏe và y tế của mình. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã công khai hồ sơ sức khỏe và bác sĩ Nhà Trắng khẳng định ông đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ. Nghị viện Châu Âu khóa mới giai đoạn 2024-2029 vừa qua đã họp phiên toàn thể đầu tiên với chương trình nghị sự hàng đầu là bầu ra các lãnh đạo chủ chốt của khối 27 nước thành viên, trong đó có các chức danh chủ tịch Nghị viện Châu Âu, chủ tịch Hội đồng Châu Âu và chủ tịch Ủy ban Châu Âu. Các thành viên của Nghị viện Châu Âu khóa mới sẽ bầu chủ tịch Nghị viện Châu Âu nhiệm kỳ 2 năm rưỡi, tức một nửa nhiệm kỳ nghị viện và có thể được gia hạn. Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo hình thức bỏ phiếu kín. Ứng cử viên nào giành được đa số phiếu bầu tuyệt đối sẽ trở thành chủ tịch nghị viện châu Âu khóa mới. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối sau 3 vòng bỏ phiếu, các nghị sĩ sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ tư để lựa chọn giữa hai ứng cử viên dẫn đầu ở vòng thứ ba. Sau bỏ phiếu chức danh chủ tịch, nghị viện châu Âu sẽ bầu các phó chủ tịch, đồng thời quyết định số lượng đại biểu của mỗi ủy ban trực thuộc đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đề cử sẽ do các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đưa ra và phải nhận được sự ủng hộ của đa số các thành viên nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán được dự báo sẽ không dễ dàng sau kết quả cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua với việc các đảng cực hữu giành các chiến thắng đáng kể tại các quốc gia có tầm ảnh hưởng, có vai trò lãnh đạo tại châu Âu. Dù trên bình diện toàn châu Âu, kết quả này sẽ không gây ra những tác động quá lớn song được dự báo sẽ có tác động tái định hình chính sách của liên minh châu Âu trong 5 năm tới, đặc biệt là chính sách nhập cư, an ninh và chuyển đổi xanh. Đáng chú ý tại Pháp, sự nổi lên mạnh mẽ của làn sóng cực hữu đã khiến tổng thống Emmanuel Macron phải tuyên bố giải tán quốc hội, tổ chức bầu cử sớm ngay vào cuối tháng 6 này. Đây là một trong những quyết định được coi là rất mạo hiểm. Chuyên gia Fabian Julec tại Trung tâm Chính sách Liên minh Châu Âu nhận định: "Những gì chúng ta thấy là một số yếu tố mang tính quốc gia" đã ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử, chẳng hạn như sự không hài lòng với các chính phủ. Các đảng cực đoan ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng tất cả những điều này cho thấy sự cần thiết các chính phủ phải đánh giá lại các chính sách của mình sau so một loạt cuộc khủng hoảng. Rõ ràng mọi người đang cảm thấy rằng thế giới nơi họ đang sống không còn thoải mái như trước nữa. Cũng trong ngày hôm qua, một hội nghị thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã diễn ra tại thủ đô Bruxelles để đánh giá kết quả cũng như tác động của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đối với các chính sách lớn của khối và thảo luận về các đề cử chức danh chủ chốt của Liên minh châu Âu. Trang tin politico.eu dẫn một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán dường như đã ngã ngũ. Đường kim chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gần như chắc chắn sẽ tại vị thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Tương tự chính trị gia người Manta, Roberta Metsola tiếp tục giữ chức chủ tịch nghị viện châu Âu. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Tuy nhiên, theo giới phân tích, với kết quả cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua, nên chính trị châu Âu vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ. Tiếp tục chuỗi động thái gây lo ngại mạnh trong dư luận về nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Tối 18 tháng 6, các tướng hàng đầu trong quân đội Israel đã phê duyệt kế hoạch mở cuộc tấn công vào Liban để trấn áp Hezbollah. Theo tuyên bố do lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phía Bắc, Thiếu tướng Ori Gordin và người đứng đầu cục tác chiến, Thiếu tướng Oded Basiuk đã chính thức phê chuẩn kế hoạch tác chiến tại Liban. Việc phê chuẩn kế hoạch tác chiến được đưa ra trong cuộc họp các tướng lĩnh hàng đầu IDF về chủ đề căng thẳng tại mặt trận biên giới phía Bắc Israel. Cùng với việc phê chuẩn kế hoạch tác chiến, các tướng israel cũng đưa ra một số quyết định liên quan đến việc đẩy mạnh công tác chuẩn bị lực lượng trên thực địa trong một động thái đáng chú ý khác ngoại trưởng israel israel cas cảnh báo hezbollah sẽ bị hủy diệt trong một cuộc chiến tổng lực trong một tuyên bố ngoại trưởng israel khẳng định nước này đang ở rất gần thời điểm đưa ra quyết định mang tính chất thay đổi luật chơi tuyên bố từ văn phòng của bộ trưởng israel cas chúng tôi đang tiến rất gần thời điểm quyết định thay đổi luật chơi chống lại hezbollah và liban trong một cuộc chiến tổng lực Hezbollah sẽ bị tiêu diệt và Liban sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lời cảnh báo được Ngoại trưởng Israel đưa ra ngay sau khi Hezbollah công bố một đoạn video dài hơn 9 phút do máy bay không người lái UAV của nhóm này ghi được trên không phận phía bắc Israel. Trong đó có một số phần thuộc thành phố và cảng Haifa. Kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza, Hezbollah, đồng minh của lực lượng Hamas, thường xuyên giao tranh với quân đội Israel tại khu vực biên giới. Phong trào vũ trang ở Liban tuyên bố Động thái này nhằm thể hiện sự đoàn kết với Hamas và buộc Israel chấm dứt hành động quân sự ở Gaza. Trong bối cảnh phức tạp, đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã gặp các nhà lãnh đạo Israel hôm 17 tháng 6 trước khi tới Liban với mục đích gây sức ép để giảm leo thang xung đột tại khu vực biên giới giữa hai quốc gia này. Theo trang Business Insider, Houthi đã tấn công tàu MV Tutor bằng một xuồng mặt nước không người lái, gây ngập nước nghiêm trọng và hư hỏng phong máy của tàu chở hàng này, đồng thời buộc thủy thủ đoàn phải bỏ tàu. Một đoạn video ghi lại vụ tấn công của Houthi bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội ngày 16 tháng 6. Trong đó có thể thấy hình ảnh các nhân viên bảo vệ có vũ trang trên chiếc tàu MV Tutor mang cờ Liberi thuộc sở hữu của Hy Lạp. Họ đang quan sát vật thể có vẻ là xuồng không người lái di chuyển trên mặt biển tới gần tàu. Chiếc xuồng này trông thô sơ, có khả năng chứa đầy chất nổ, dần dần tiến về tàu mà không bị cản trở. Ngay sau khi vụ tấn công lần đầu tiên được báo cáo, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh thuộc Hải quân Hoàng gia Anh đã mô tả chiếc xuồng không người lái này là một tàu nhỏ màu trắng dài từ 5 đến 7 mét, phù hợp với hình ảnh về xuồng không người lái xuất hiện trong video. Các thông tin tình báo nguồn mở cũng chia sẻ những bức ảnh về thiệt hại rõ ràng mà tàu MV Tutor hứng chịu, trong đó có một vết thủng trên thân và nước tràn bên trong tàu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết con tàu này vẫn ở biển đỏ và đang ngấm nước. Do tàu MV Tutor mắc kẹt trên biển, thủy thủ đoàn buộc phải sơ tán. Ngày 15 tháng 6, một trực thăng của Hải quân Mỹ đã đưa 24 thủy thủ lên tàu Tuần Dương mang tên lửa dẫn đường USS Philippines Sea. Từ đó, các thủy thủ được đưa đến tàu sân bay USS Dry D. Eisenhower, nơi họ được kiểm tra y tế trước khi bay vào bờ. Một thành viên thủy thủ đoàn vẫn mất tích. Chuẩn đô đốc Mark Miguel, chỉ huy nhóm tấn công tàu sân bay Dry d Eisenhower, một tàu chiến đi đầu trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi, cho biết: "Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, đó là điều đúng đắn." Cuộc tấn công của Houthi vào tuần trước đánh dấu lần đầu tiên lực lượng này tấn công thành công bằng xuồng không người lái kể từ khi bắt đầu nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ và Vịnh Aden từ mùa thu năm ngoái. Các xuồng không người lái trước đây của Houthi đã bị hải quân phương Tây phá hủy hoặc phát nổ dưới nước mà không va trúng tàu nào. MV Tutor không phải là tàu vận tải thương mại duy nhất bị tấn công vào tuần trước. Houthi còn tấn công tàu MV Vbena bằng nhiều tên lửa chống hạm khi tàu chở hàng này đang đi qua Vịnh Aden. Thủy thủ đoàn cuối cùng đã bỏ tàu do tàu bị hư hỏng, đánh dấu lần thứ hai sự cố tương tự xảy ra trong khu vực chỉ trong vài ngày. Ngày 15 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết hành vi ác ý và liều lĩnh này của lực lượng hầu thi đe dọa ổn định khu vực và gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ trên biển đỏ cũng như Vịnh Aden. Mỹ sẽ buộc hầu thi phải chịu trách nhiệm và sẽ làm suy giảm khả năng quân sự của lực lượng này. Kể từ tháng 11 năm 2023, hầu thi đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và xuồng điều khiển từ xa nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân, chủ yếu ở biển đỏ một tàu bị houthi đánh chìm và một tàu bị bắt giữ houthi nhiều lần tuyên bố lực lượng này chỉ tấn công các tàu có liên hệ hoặc đi đến israel trong nỗ lực nhằm gây sức ép buộc israel chấm dứt cuộc chiến ở giải gaza liên quân mỹ và anh cũng đã đáp trả bằng cách không kích vào các mục tiêu của houthi ở yemen Đặc phái viên Mỹ, ông Amos Hochstein đã kêu gọi ngừng khẩn cấp các cuộc xung đột xuyên biên giới giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và quân đội Israel. Ông Hochstein cho biết, xung đột giữa Israel và Hezbollah đã diễn ra quá lâu, giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và thông qua ngoại giao là lợi ích đối với tất cả các bên. Cả hai mục tiêu trên đều có thể đạt được nhưng tình hình đang rất khẩn cấp. Trong lúc đặc phái viên Mỹ đến Liban, Hezbollah tuyên bố đã tấn công một xe tăng Israel bằng máy bay không người lái UAV. Ông Hostein đã gặp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Nabi Berri, đồng minh chủ chốt của Hezbollah. Ông cho biết cuộc thảo luận về tình hình an ninh và chính trị hiện tại ở Liên bang đã mang đến cơ hội chấm dứt xung đột dọc đường xanh, tức đường phân định ranh giới giữa Israel và Liên bang. Tổng thống Biden tháng trước cũng trình bày một đề xuất ngừng bắn mà ông Hostein cho rằng cuối cùng sẽ dẫn đến chấm dứt xung đột ở Gaza. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan. Hai bên thảo luận các nỗ lực nhằm xuống thang căng thẳng dọc biên giới giữa Israel và Liban trong bối cảnh các hoạt động gây hấn gia tăng của Hezbollah. Phía Mỹ kêu gọi xuống thang căng thẳng giữa biên giới hai nước, cũng như các nỗ lực nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng ở khu vực. Gần đây, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt qua biên giới, đẩy cục diện đối đầu quân sự giữa hai bên ngày càng trở nên phức tạp và tiến gần hơn tới giới hạn xung đột toàn diện. đáng chú ý nhất trong số này là cuộc bắn phá bằng 35 quả tên lửa vào khu vực Kiryat Shmona và một cộng đồng dân cư gần Kfar Tiếp đó, Hezbollah cũng đã phóng 10 quả tên lửa vào khu vực Metula. Một số quả tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn. Số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực chống chảy và không gây ra bất kỳ thương vong nghiêm trọng nào quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu Hezbollah, trong đó có một bệ phóng tên lửa ở Jarun, kho chứa vũ khí ở Ramieh, một tòa nhà ở Hola, cấu trúc quân sự ở Aitarun, cùng một số mục tiêu ở Odaise và Kafkila. Trên mặt trận thông tin, một quan chức Hezbollah thời điểm đó cũng đã khẳng định nhóm này sẽ tiếp tục tấn công vào Israel nhằm gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt cuộc giao tranh chống người Palestine ở giải Gaza. Quan chức Hezbollah đồng thời cảnh báo Israel sẽ phải trả giá đắt nếu Liều lĩnh phát động chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.